Xin chào các bạn nha. Hôm nay các bạn cùng mình đi câu cá nha. Câu cá ở hồ. Ao nhà bác nông dân này. Cá sạch đây. Mình rất là thích câu cá các bạn ạ. Hôm nay mình thích ăn cá nên đi câu cá. Nhà bác rất nhiều các loại cá đấy các bạn. Nhà bác nói là cá chấm nhà bác ý, bây giờ cũng tầm khoảng 3-4 cân rồi các bạn. Nhưng mà không biết là câu có được không nhỉ các bạn nhỉ. Hôm nay cũng mát trời đây. Bác nước trong xanh sạch. Ở đây thì không khí rất là trong lành các bạn. Xung quanh bờ ao thì bác toàn trồng cỏ cho cá ăn. Cá này bác nuôi không ăn tăng trọng. Chỉ có ăn cỏ thôi các bạn ạ. Nên là nhiều người rất thích đến đây câu cá để ăn cá ao của nhà bác. Mình có thời gian thì đi thư giãn các bạn ạ. Câu cá rất là thích nha. Ngồi ở đây thì gió rất là mát các bạn ạ. Mùa hè đến đây thì tuyệt vời luôn. Bác ở đây có liền 2 ao, 2 hecta các bạn ạ. Nằm bác ừ.
thu hoạch cao.